Tây Nguyên đang bước vào vụ lúa đông xuân 2023-2024. Ngay từ khâu làm đất, bà con sẽ cần phải chú ý điều gì để giảm mối nguy có thể gây hại cho cây lúa như ngộ độc hữu cơ, giúp cây lúa phát triển tốt ở đầu vụ, đảm bảo năng suất, chất lượng đến cuối vụ. Xin kính chào quý vị và bà con nông dân đang đến với chương trình Canh tác thông minh. Thưa quý vị, thưa bà con, những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp sẽ mở đầu cho chuyên mục Nhà nông và thị trường ngày hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê chế biến đã tăng mạnh trong tháng 10, đạt hơn 87,5 triệu đô la Mỹ, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam là EU, tiếp đến là Mỹ, Nhật Bản. Theo các chuyên gia, hiện các thị trường lớn như EU, Mỹ đang có sự thay đổi nhu cầu tiêu thụ từ nhập cà phê nhân chuyển sang cà phê chế biến. Vì vậy, Việt Nam cũng phải ưu tiên đầu tư các cơ sở chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm cà phê và hướng tới phát triển bền vững. Dự báo giá cà phê niên vụ 2023-2024 sẽ tiếp tục neo ở mức cao. Mười một tháng năm 2023, xuất khẩu điều đạt 3,31 tỷ đô la Mỹ, cao hơn con số 3,05 tỷ đô la Mỹ mà ngành hạt điều đã điều chỉnh giảm kim ngạch xuất khẩu cả năm 2023 trước đó do những lo ngại về sự ảnh hưởng của tình hình khó khăn từ nội tại lẫn thị trường xuất khẩu. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, yếu tố chu kỳ và nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ, EU tăng, phục vụ tiêu dùng các dịp lễ cuối năm đã đẩy kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam những tháng cuối năm nhích lên. Tuy nhiên, xuất khẩu hạt điều cả năm 2023 vẫn không thể lấy lại mốc kỷ lục của năm 2022. Hiện, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất hạt điều của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm. Tuần này ghi nhận, giá sầu riêng tại thị trường trong nước vẫn ở mức cao. Giá sầu riêng Thái giống Monthon được thương lái thu mua tại các nhà vườn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với mức 110.000 đồng một ký. Đối với sầu riêng D6 cơm vàng bột ngọt loại 1 có trọng lượng 1,9 đến 5 kg, 2 hộp 7 vận chuyển về kho tại huyện Cái Bè, Tiền Giang có giá thu mua lên đến 130.000 đồng một ký. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, Tây Nguyên đang bước vào vụ lúa đông xuân 2023-2024. Năm nay thì giá lúa tăng cao khiến bà con vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, những dự báo ảnh hưởng của El Nino có thể ảnh hưởng gây khó khăn cho sản xuất. Đầu vụ, ngay từ khâu làm đất, những mối nguy có thể gây hại cho cây lúa như là ngộ độc hữu cơ sẽ cần phải đặc biệt chú ý để loại trừ. Đây cũng là nội dung mà chương trình ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi sau đây. Vụ lúa đông xuân ở Tây Nguyên, cây lúa thường chậm lớn vì tiết trời lạnh và gió nhiều. Là vùng cao, nhưng cũng không ít nơi chuyên canh lúa ở vùng đất này có địa hình trũng thấp. Thời gian cách vụ ngắn, bà con chưa quan tâm kỹ thuật làm đất tốt và bón lót đầu vụ, khiến tình trạng ngộ độc hữu cơ xuất hiện khá thường xuyên. Ở đây cũng nhiều ngộ độc, chứ ngộ độc thường thường nó hay xảy ra những cái ruộng sình thôi, chứ còn những ruộng cao là để nó đại được thì nó ít. Dễ của nó thường thường nó hay thâm đen, cái lúa nó không dễ, nó không thâm, nó không phát triển được thì làm sao mà nó phát triển được. Nó cứ thâm mà là mình lại phải thường thường là những cái đấy là cũng hoặc là cho quá nhiều phân hay là ruộng nước nó không thoát nước được á thì nó hay bị ngộ độc. Mới vừa cái những cái lúa của mình, cái dạ của mình nó nhiều quá, nó giảm xuống thì nó cũng ngộ độc nhiều. Thường là cứ tháo cho nó khô nước đi thôi, xong rồi bắt đầu đẻ thì mình cũng có thể là phun thuốc gọi là cho nó đỡ đi, còn tháo hết nước khô nước đi cho bọn bộ rễ lại phát triển lại thì bắt đầu mình mới lại tiếp tục chăm bón như bình thường. Theo các nhà khoa học, tình trạng ngộ độc hữu cơ xảy ra ở vụ đông xuân do khâu làm đất không đúng kỹ thuật, nhất là tại những chân đất thấp, thời gian cách vụ ngắn, không đủ để lớp rơm rạ bị cày vùi của vụ trước phân hủy hoàn toàn.
Theo đó, các vi sinh vật yếm khí là vi sinh vật sống không cần oxy phát triển để phân hủy rơm rạ này đã sản sinh những chất độc gây hại cho bộ rễ lúa như sulfhydro H2S, axit hữu cơ metan CH4. Thường thì ở 3 đến 4 tuần đầu sau khi làm đất có chôn vùi rơm rạ ngập nước sẽ tạo ra nhiều loại chất độc gây hại cho rễ lúa, chưa kể ở đất chua. Khi chôn vùi rơm rạ vào đất trong tình trạng ngập nước sẽ làm gia tăng ngộ độc từ sắt Fe2+, gây ra triệu chứng lúa vàng, khô lá, thậm chí chết cây. Để hạn chế tình trạng lúa bị ngộ độc hữu cơ này, trong quá trình làm đất, bà con cần quan tâm xử lý đúng kỹ thuật tất cả các công đoạn có liên quan, nhất là nên bón lót đầu vụ. Lần bón lót là coi như là 30 cân lên, là coi như là nhiều lúc là mình không tính đấy, đấy là lót thôi, là mình bỏ lần đấy. Còn đến từ lúc bắt đầu thúc cho cây đẻ nhánh ấy, đến lúc thu hoạch là phải 4 lần, đến lần thúc lòng là 4 lần. Bởi vì chân khu ở đây nó đất cát nhiều, nó cứ phải chắc 4 lần. Bởi vì bây giờ cái canh năm nào mình canh tác cứ 2 mùa này, ví dụ như là lụt nội thì nó không có mà nó cứ hạn hán như thế này thì tự nhiên nó phải tốn phân hơn rồi. Theo các nhà khoa học, trước những dự báo bất lợi do ảnh hưởng của El Nino có thể gây ảnh hưởng khó khăn cho sản xuất lúa vùng Tây Nguyên, để vụ lúa đông xuân 2023-2024 sắp tới được thắng lợi, bà con chú ý áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật canh tác lúa thông minh, tuân thủ lịch gieo xạ của ngành nông nghiệp khuyến cáo, sử dụng giống xác nhận, xạ thưa, làm đất kỹ. Nhất là khâu bón lót cần chú ý. Trước khi gieo xạ, bà con bón lót vôi, lân hoặc có thể bón chế phẩm BioCanxi, lượng bón 50 đến 150 kg một hecta, tùy vào đất chua ít hay nhiều. Với thành phần chính là canxi, có tác dụng hiệu quả giúp cải thiện tăng pH đất sau khi bón. pH tăng sẽ giúp hệ thống vi sinh vật trong đất được cải thiện. Đồng thời, BioCanxi chứa các vi sinh vật có ích giúp phân hủy chất hữu cơ, phân hủy rơm rạ, sẽ phòng ngừa ngộ độc hữu cơ cho ruộng lúa, thúc đẩy bộ rễ lúa khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu trong điều kiện thời tiết bất lợi. Với chân đất nghèo dinh dưỡng, tỷ lệ cát cao, ở đợt bón lót trước khi gieo xạ, bà con có thể kết hợp bón phân đầu trâu TEA1, lượng bón 75 đến 90 kg một hecta để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây lúa non phát triển khỏe ngay từ đầu vụ. Trường hợp cây lúa có biểu hiện bị ngộ độc hữu cơ như khi nhổ cây lúa non thấy có rễ đuôi cợp, cây lúa lớn rễ bị chết đen, đất mềm nhão có màu đen và tanh mùi bùn, lúa không ăn phân, bà con cần xử lý ngay các bước sau: thoát bỏ cạn nước ra khỏi các rãnh nước, chờ đến khi đất nứt chân chim, bơm nước mới vào ruộng. Cây lúa nhỏ có thể rải phôi 20 đến 30 kg một công 1.000 mét vuông. Sau vài ngày, nếu lúa chưa có rễ mới màu trắng mọc ra, bón phân lân như đầu trâu DAP SmartZin, lượng bón 5 kg một công 1.000 mét vuông. Phun hormone parasinolit để hóa giải stress, chống chịu ngộ độc cho lúa. Lặp lại cách làm trên nếu lúa vẫn chưa có rễ mới. Thưa quý vị và bà con, đảm bảo thời gian cách vụ, làm đất kỹ, cày xới sâu, làm dày tầng canh tác sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc hữu cơ, giúp rễ lúa phát triển mạnh, ăn sâu, chống chịu tốt với hạn hán. Đồng thời kết hợp bón lót sẽ giúp cho cây lúa phát triển tốt ngay từ đầu. Chuẩn bị vào vụ đông xuân này thì bà con nên là làm sớm bằng cách là chúng ta vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại và chúng ta đưa cái cỏ hoặc là cái gốc rạ này ra ngoài ruộng để tránh cái tình trạng là ngộ độc sau này. Và chúng ta nên cày đất sớm trước khi chúng ta gieo xạ thì ít nhất là khoảng 20 ngày hoặc là đến 25 ngày là tốt nhất. Chúng ta cày, chúng ta vùi cái gốc rạ này. Thì để đến lúc mà chúng ta gieo xạ thì cái gốc rạ này nó đã phân hủy và cái khí độc nó không còn sinh ra. Do đó là có thể là nó hạn chế cái ngộ độc hữu cơ trên cây lúa. Cái thứ hai nữa là để mà hạn chế cái tình trạng ngộ độc thì khi bà con chúng ta là chúng ta phải cày vùi thì chúng nên bón lót một số cái loại phân như sau. Thứ nhất là chúng ta sử dụng vôi để chúng ta bón. Thì vôi thì mục đích là chúng ta giảm cái độ chua trong đất. Thứ hai là chúng ta khử bớt cái phèn. Và trong cái phèn thì nó thường thường hay bị ngộ độc nhôm, ngộ độc sắt.
thì nó ảnh hưởng tới cái rễ lúa. Do đó chúng ta bón vôi, bón lót. Khi chúng ta phay đất là chúng ta bón lót. Ngoài vôi ra thì có thể là dùng lân chúng ta bón để mà giúp cho cái môi trường ở trong đất nó tốt hơn. Một vấn đề nữa là trong quá trình mà để mà giúp cho cái quá trình mà phân hủy cái xác bã, cái rơm rạ cỏ mục thì bà con nên cày vùi, và chúng ta làm như vậy là kỹ 2 đến 3 lần. Và nếu được thì bà con có thể sử dụng một số cái chế phẩm để mà phân hủy rơm rạ nhanh, và một số loại nấm có lợi như là Trichoderma chúng ta có thể là phun vào trên đồng ruộng, và có thể là bón vào trong cái việc mà vào ruộng kết hợp với lại tưới nước đầy đủ để cho cái quá trình phân hủy tốt hơn. Mà cái việc bón lót như vậy là rất là cần thiết trong cái việc mà bà con chúng ta chăm sóc gieo xạ sau này, thì cái khi mà chúng ta xạ xuống thì cái rễ lúa nó sẽ phát triển tốt hơn. Và một vấn đề lưu ý nữa đó là trong cái vụ đông xuân này thì thường thời tiết nó lạnh, nhiệt độ nó xuống thấp, do đó cái quá trình mà phân hủy xác bã rơm rạ rồi cỏ dại thì nó diễn ra rất là chậm. Chính vì vậy thì bà con chúng ta cần phải là càng làm đất càng sớm, sau đó chúng ta cho nước vào, chúng ta ngâm ruộng thì để mà giúp cho cái quá trình phân hủy nó diễn ra tốt hơn. Thì sau khi chúng ta gieo xạ xong thì là nó sẽ là tránh được cái hạn chế đến mức thấp nhất là cái tình trạng ngộ độc hữu cơ trên cây lúa. Và khi nó bị ngộ độc như vậy thì cái việc chúng ta xử lý thì nó rất là khó, và chúng ta nên xử lý trước thì sẽ giúp cho cây lúa nó phát triển tốt hơn. Thưa quý vị, thưa bà con, những tư vấn vừa rồi của chuyên gia đã khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Alo Canh tác thông minh. Cái mà quyết định tình trạng tập trung là do giống. Tuy vậy thì trong quá trình chúng ta canh tác, nếu như chúng ta có những cái biện pháp kỹ thuật đúng thì cũng sẽ cải thiện được phần nào cái sự chín tập trung và chín rải rác của vườn cây. Những cái biện pháp đầu tiên hết phải là tưới nước rồi mới đến bón phân. Tưới nước thì thường thường á là nếu như chúng ta để cho cây cà phê khô hạn tới cái mức phân hóa mầm hoa đầy đủ hết, hoa nó ra mốt đầu cành rồi và nó có cái màu trắng ngà ngà, rồi lá ở trên cây vào ban trưa thì nó có vàng như hơi héo, thì đó là cái thời điểm để cho chúng ta tưới nước lần đầu. Và nếu như chúng ta tưới nước lần đầu đúng thì khoảng 70% hoa ở trên cây nó sẽ nở. Do vậy là nó cũng ảnh hưởng tới việc chín tập trung. Nếu như bà con tưới sớm, hoặc là có những cái vườn mà trồng ở Bình Phước thì có những cái nơi tôi thấy là trồng dưới tán điều mà được che bóng kỹ quá, thành ra nó không được hàng tối đa, rồi tới khi nó cứ nở lai rai, đợt một nó nở chừng 20-30%, rồi một thời gian sau tưới lại nó nở lai rai vài chục phần trăm nữa. Thì nếu như chúng ta không cho hàng đợt đầu cho thật nhiều để phân hóa mầm hoa đầy đủ mà tưới cho nở bông hoa 70%, thì không những nó chín lai rai ảnh hưởng tới cái việc thu hoạch sau này mà còn mất sản lượng nữa. Tại vì nó hoa mà nó ra lai ra như vậy thì nó sẽ không có được nhiều, nó không chịu khô hạn kiệt thì nó sẽ không có bông hoa được nhiều. Thì anh có thể lưu ý. Và một cái kỹ thuật nữa giúp cho cái cây giúp vào cái việc gọi là chín tập trung á, tức là cái yếu tố, trong các yếu tố dinh dưỡng thì cái yếu tố đạm sẽ không làm cho cây chín tập trung được. Và đặc biệt là cái yếu tố lưu huỳnh là cái yếu tố mà tạo nên cái màu xanh, là cái diệp lục tổ, là cái màu xanh của lá cây, của quả cây vân vân. Thành ra chúng ta tránh bón những cái loài phân mà có lưu huỳnh nhiều như sinh phạt đạm mà bón vào cái đợt thứ ba. Khi mà sắp thu hoạch cái đợt vào chắc mà chúng ta dùng sinh phạt đạm để bón là cũng không có nên. Và mà cái yếu tố mà gây nên có thể giúp vào cái sự chín tập trung hơn là yếu tố kali. Như vậy thì bà con phải bón cái tỷ lệ đạm và kali đúng vào những cái đợt mà bón phân cho cà phê trong mùa mưa, đặc biệt là đợt 2 và đợt 3 thì sẽ giúp vào được cái sự chín, giúp thêm một chút vào cái việc mà quả nó chín tập trung và chắc hạt hơn.
thì công ty phân bón Bình Điền có một cái loại phân gọi là đầu trâu chắc hạt để bón trong cái đợt thứ ba vào mùa mưa, tức là cái đợt mà còn khoảng một tháng nữa chúng ta thu hoạch á. Thì cái công thức của nó là 16:6:19 TE, và trong cái loại phân bón này không có lưu huỳnh, rồi cũng có tới 19% phân kali và chỉ 16% đạm thôi. Thì đây là một cái loại phân bón có thể giúp vào cái việc chín tập trung của cây cây cà phê cũng như một số loại quả khác. Cho hỏi tại sao vụ đông xuân cây lúa lại phải ăn nhiều phân hơn, và như vậy nên bón lót những loại phân nào cho lúa? Giải đáp câu hỏi tuần trước. Sau thu hoạch, cây cà phê mất sức nhiều vì nuôi trái của vụ trước. Vậy nên cần bón phân NPK đầu trâu có công thức đầu trâu mùa khô 2023-2024. Xin chúc mừng khán giả Dương Gia Bảo, thành phố Hồ Chí Minh đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án C của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, nhằm giúp bổ sung dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt nhất, thì các bộ sản phẩm phân bón đầu trâu sau, bộ nào phù hợp nhất cho cây lúa? A. Đầu trâu tăng trưởng, đầu trâu chắc hạt. B. Đầu trâu TE01, TE02. C. Đầu trâu NPK 20-15-5, 15-5-20. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Đến đây, thời lượng chương trình Canh tác thông minh xin được khép lại. Mọi thư từ góp ý quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là canh tác thông minh a@bìnhđiền.com, hoặc cũng có thể gọi về tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là trên kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chương trình suốt 20 phút vừa qua. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để cây bắp sinh trưởng tốt, đạt được tiềm năng năng suất giống, nhà vườn Đông Nam Bộ cần chú ý điều gì trong khâu chăm bón? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 17 tháng 12 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa.